anh em lúa đi bắt chuột cả nhà ơi. Hiện tại bây giờ anh em lúa đang ở ở cái gì quên rồi. Sáng nhỏ. Sáng nhỏ bên Đồng Tháp á cả nhà. Một con đầu tiên nha. Dậy xong. Bên đây là anh Hiếu, anh của lúa. Không xong. Còn đó đó. Chừng dưới đít rồi đó. Rồi. Đây là sao? Cầm tròn ơi. Chủ chạy kìa. Xuống cái này nè có chủ đó. Lại dính luôn mày. Cùng anh em lúa để bắt chủ kìa cả nhà. Lên sau đó. Đâu? Đâu? Trời. Nói mà. Ừ ra đi. Anh thấy bắt chín rồi. Dán gì hả? Nước rạch. Mình túng mồi mà. Đợt cái anh Hiếu đang đi vô cả nhà. Chờ biến đấu lên đây coi làm sao. Gắn. Thử qua bên đây coi sao cả nhà. Bắt chuột thì cũng có lúc trúng lúc thất đó cả nhà ơi. Nhiều khi biên lúa nó không có chuột thì sao bắt được. Nãy giờ đâu có thoát con nào đâu. Mình qua bên đây nha. Nguyên qua hàng thủ luôn cả nhà ơi. Có chuột không? Có chuột không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hình như nguyên bậy của nó là sao á, nguyên bậy hay gì á, cái này gì là xào lá cắt. Anh Hiếu không bảo được kìa, anh Hiếu làm như nguyên bậy hay gì á, nguyên bậy hay gì á. Trong bao như con đúng không? Con thử giống hai con nữa. Thằng ơi. Rắn đâu mà cả nhà ơi. Máy cắt rồi, bắt rắn rồi. Nguyên bậy luôn cả nhà ơi. 4 con rồi. Chuột cái này ít quá, không biết làm sao nữa. Mà chuột ít thì lúa trúng cả nhà. Đi nào. Gì vậy? Nó đuôi sao? Nó lúc cái đuôi nó bút đi nó tiêu luôn rồi, không có để. Luôn hả? Chuyện chạy vậy đó. Cái cây này đào được không? Đấy. Bẻ cây vừa nè. Chuyện chạy ra đó. Chạy cho nó chạy luôn đi. Bằng gì? Làm cái hù ra trời mau. Ủa còn hang qua bên kia mà sao? Ờ, hết luôn hả? Chú kìa. Đâu? Đi đâu? Lập. Có điện thoại không trời? Điện thoại.
Trời, ba lửa. Cắn cái gì? Rồi. Lúng với sình. Mập. Mèo mèo nè. Dạ. Nó chạy cho lên đó. Mèo mèo ha. Xin chào. Chạy. Chạy cho lên đó. Xin xin. Đây nè, đây nè. Phay phay phay. Đầu luôn. Đây nè. Tỉnh. Ủa? Chưa có chạy lên kinh. Rồi vô đây nè. Rồi vô đây nè. Rồi vô đây nè. Lúa ơi. Rồi. Ở đâu hả? Lộp. Chào cái bao lúa này vô ơi. Ôi lúa ơi. Rồi ơi nó mập cái nhà ơi. Tập thù lù luôn nè coi. Lúc đây trời hay vậy. Mà con nào nấy bự bự không cả nhà ơi. Cái tung nha, cái thấy lúa thấy rung rinh cái gốc dạ chứ mà. Cái đồng này mà chuột nhiều cái năm nay không có chuột, năm rồi chuột lắm chú. Xếp đội hình lại anh em ơi. Nhấn bờ vô nữa này. Con nhấn nhỏ. Ôi.
tiêu vụ trời. Gì vậy? Trời má luôn. Hai con rồi hả? Kì vậy? Đưa con nào cho con? Dạ. Con rộng rồi hả? Tưởng con rộng là hay lắm rồi đó. Chạy ra ngoài hay sao? Không biết bao xong nữa rồi kìa. Cho bé. Cho con bé đi. Chú cho con chuột kìa con. Chú cho con kìa. Chạy cái gì kìa, chạy nó chạy. Anh lật dính nữa rồi. Chạy nữa đây.
bung ra, bung ra. Lụm con nó coi. Nước đá giải khát. Đấy cũng nhiều lên cho bộ giỡn chạy. Hay lực. Lên. Cũng hai cái ngoài chứ bộ. Hết miếng đất này dư nhậu rồi. Cái này chụp cái đi. Chưa kia bằng thắng nào chưa hả? Từ từ. Xong chụp được kìa. Chuột này nhầm đám á cả nhà, chuột dữ lắm, chuột nhầm mà dạt đất là ít chuột. Có chuột có chụp là dữ lắm, mấy ham luôn á. Có chuột có chụp mấy ham lắm. Mấy miếng đất hôm qua ngoài kia cắt có không? Dạ. Hai
chuột ở trong đây. Sao? Có chuột. Trong đây nè, trong đây đi con nè. Trong đây nè. Dạ, dạ, chạy không? Có. Kê kê kê. Trong đây còn con nè. Ừ, lông đây còn nè. Có gặp chạy nãy mà ta. Những số vỏ. Vỏ nằm dưới hả? Vỏ trốn. Thôi hết lúa rồi cả nhà, anh em mình về đây. Được mớ rồi. Cho cái bao ông kia. Anh em làm xong rồi cả nhà ơi. Được mớ chuột chứ mớ rắn nè. Nhà lấy cái dao bọt xuống. Những này là rắn nước á cả nhà. Trên đằng kia, đằng chỗ chuột cũng mập mập hơi hơi á. Chuột thì mình làm gì ta, nếu chiên hay nếu? Chiên đi. Chuột chiên, trắng xào lá cách. Trời ơi, con dục dít nè. Dục dực nè. Đây rau coi sống cả nhà ơi. Nay mình xuống anh Hiếu mình làm lương xương. Cây nhà lá vườn. Anh nghỉ đuôi bò luôn ha anh Hiếu. Nghỉ. Sao nghỉ? Giờ chỉ qua FDT rồi em ơi. FDT rồi hả? Cái nào có lợi mình làm ha. FDT tính đi kêu ông vợ tao đi bán mà vợ tao không chịu. Con ký hay gì? Mình bầm cả nha. Ghế rồi xong, ngồi xong. Gõ cho anh lận, gõ cho anh đó đừng gao. Tầm diễn diễn này mình xào ngon lắm á. Không dằn chứ không? Có gì đâu dằn. Dằn chứ trước cho hồi bầm cho nó khỏe. Ừ. Dằn lấy trà tiêu nè. Trà tiêu rồi, uống không? Đấy, lấy trà tiêu. Trời. Không thôi, lấy trà bia. Bia hả? Lấy trà bia lăn đó. Trà bia không? Trời ơi, cái gì vậy? Đó. Thôi mình bầm nó dễ hơn cả nhà. Ông nó vô đó đẻ vậy nè. Ông vô đây đẻ hay sao vậy? Cái cây nó làm như một lần cái gì, cái xài quá. Không phải bằng cái gì á, nó có xài mà làm những cái con ông xanh nó đục rồi, rồi mình làm nó lủng lỗ. Gắn xào lá cách phải không? Gắn xào lá cách. Cái đồng lúa ngoài này nè cái nhà. Hồi nãy mình bắt ngoài đó đó. Anh Hiếu làm đồ ăn ngon lắm á trời. Anh Hiếu này là anh ruột của Hiếu Lê miền Tây đó cả nhà. Anh Hiếu này có vợ còn anh Hiếu kia chưa có vợ. Cười gì lại. Chờ ngày đám cưới của anh Hiếu Lê hoài. Nó 35 tuổi cưới vợ lắm mà không biết làm sao đây. Là anh nhiêu rồi? 34 rồi, bằng tuổi lúa đó. Không biết có vợ hay có chồng nữa không biết. Hiếu Lê là có vợ ai chụp hình cho tôi bởi vậy ở đây hoài cũng anh Hiếu Hiếu Lê là làm make up. Trang điểm cô dâu, chụp hình cưới. Hãy xong mình xào nha. Nay mình chiên cả nhà ơi. Xỉ lắm nó vàng rồi cả nhà ơi. Ngon.
dĩa tôi mới lấy đây đâu rồi. Anh Lực làm cái chấm ngửi lắm kẹo rồi. Anh Hiếu thì đang mầm xoài. Sao sao có sao bả màu quá. Ừ, thế không có cà chua. Cà chua đậm ngon. Ui, ngon. Quá im. Cả nhà ơi. Cả nhà tự chuột chưa? Đó. Quên tự dưỡng bắt thật cơm lên tôi ăn. Trà nắng. Đây cả nhà. Tuyệt vời ở mặt trời, dữ lắm ngon nha cả nhà. Ai mà ăn thịt chuột một lần rồi sẽ không bao giờ quên. Trời ơi. Nếu mà ai mà chưa ăn chuột một lần á, mình nên thử ăn một lần đi. Trời ơi, sẽ nhớ hoài luôn. Tuyệt vời. Bên kia mình xào quá hả? Xào nó săn lại thế bắt đầu mình mới cho lá cách vô. Cười gì lại? Xào đậu bếp cũng đúng cười nữa. Nhậu mà ăn cơm gì? Không. Sáng tụi em ăn rồi. Này vô trộn qua trồng thử. Để đây đi, để dĩa đây. Đây. Đây, cho nó cắt vô nha. Đi trước nha. Ừ. Rất là đơn giản, những món đặc trưng ở miền quê mình đó cả nhà ơi. Chuột xào lá cách. Vậy ok, dữ lắm rồi, đặc sản ở thành phố đó. Gì, đặc sản thành phố? Đây nè. Thành phố ăn là đặc sản à. Ôi ôi, nổ rồi, nổ. Héo cái này là xong rồi cả nhà. Vàng nó xong rồi. Từ cho chưa xong. Từ cho đến vàng nó bỏ gì còn dính, còn dính, còn dính. Để mở lửa lên đây. Hết. Dần. Để lắp cái nước nó xuống. Ấy à. Vô cái mỏ rồi. Để lắp cái nước nó xuống. Hết hồn. Thì để ra cái gì với ta? Nhiều chứ. Đây là chuột né. Ta có bò né mà có chuột né ha. Rồi. Cầm nó cái nhà chuột hả? Đơn giản ngon. Ngon lắm á cả nhà. Đừng có giỡn nghe. Anh Hiếu nấu ăn cũng ngon dữ lắm á. Đó. Để rất tiêu luôn. Cả nhà ơi, ăn một lần á, nếu mà cái người nào mình ăn món này rồi á, coi mà không hề mới lạ luôn á. Tiêu tiêu tài sản cho hết rồi. Còn khi những người mà chưa ăn á, nếu người ta nhìn người ta sợ ha, nhưng mà ăn rồi. Ăn rồi tao thèm. Ăn rồi nhớ mẹ không quên. Này đúng ra mình có bánh đa xúc ha. Bánh đa là xào xéo. Ừ. Mà nãy mình không bỏ lá cách vô mình xúc bánh đa không được vậy? Không bỏ, ừ, đó đó. Không bỏ lá cách vô.
Nhưng mà không bỏ lá cách vô, y chang xài thớt rồi. Ừ. Xào khô. Rồi cuốn bánh đa ta hả? Ừ. Vậy có nhiều món lắm. Rồi, nhập tiệc thôi. Đó. Đây là kêu là gỏi chuột hay sao? Gỏi chuột viên, cái xài sống. Cái muỗng hay sao? À. Cái muỗng cứng hay sao? Ừ, dữ lắm thấm à. Đó. Ừ, hấp dẫn quá ha. Sốt vô một cái, hai thứ gì chịu đổi ra nhà mình. Ở chỗ ba, không có xé, mình muốn ra được. Đó, cái trường cái bông này. Đó. Có chưa trồng bên chưa? Có hai con. Có chưa hai con với ếch các bạn. Tới luôn. Máy về hay là? Máy về cắt hè nữa kìa. Nhắm bắt nào ấy không mấy anh? Giờ nếu ơi. Giờ này mình dọn tiệc rồi mới bắt sau hè cắt, bắt sau hè nữa. Chỗ này cũng không có mập hung nhưng mà cũng có mỡ ha. Bởi vì chuột á, con chuột mập á mình nấu canh chua nè, hấp cơm nè. Còn một chuột hơi hơi á mình chiên cả nhà. Đây hai con ngoài đi quên. Ừ. Nhiều quên à. Ở đây thì sao? Chút vô luôn. Đổ mắm vô luôn. Đó, đó, hết luôn xong. Nhờ bổi. Mới đi. Xẹp lép à. Thì vừa nấu luôn miếng dưới xong. Trời ơi, hai chục xíu cái hẻm này. Lắm hấp dẫn rồi. Đó. Trên này chấm này là anh Lực với anh Hiếu hợp tác hả? Nãy có đây còn học. Trái chút ở trong nữa mà trái chút có ăn được không? Trái chút hả? Ừ. Trái chút cái vỏ sợ đắng quá ăn được. Chứ cái vỏ chín lắm thơm à. Hai đũa là xong. Giá lên ra lại. Nè. Giá lên ra thôi được. Sốc trộn lên được rồi nè. Bên kia nữa. Ừ. Chạy thêm đi. Chạy đây, chạy đi. Trời ơi, ngon. Con bay chắc đói bụng thôi. Nước miếng ực ực luôn nè. Miếng này đi. Chắc đói bụng ngon ngon. Thứ gì chịu nổi cả nhà. Được rồi, được rồi. Quá hấp dẫn. Thôi đây, đây ngoài này đi. Đó. Ở vô đây luôn. Đó. Ừ. Vợ đó bánh á. Vợ đó có nhà. Xẹp lép phải không? Đợi đến mắm vô là tự nhiên. Đợi đến mắm vô xẹp luôn hả? Này lúa nhà quên Hiếu cắt luôn cả nhà. Vô nè. Anh em vô, mời cả nhà luôn nha. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà. Vô. Này tụi em cảm ơn anh Hiếu nhiều nha. Anh em lâu tới thì mừng vui chứ. Ừ. Anh này uống bia ngon. Mát. Mát hả bạn? Thôi ăn cái coi. Ăn cái coi nhà. Cả nhà miếng xài nha. Dắn xào đi. Đó. Ăn chuối vô coi. Đây cả nhà ơi. Đồ chú. Hiếu. Ngài quốc cái bóng ơi. Này thấm dữ lắm thấm mà mấy không? Mày lấy chén này có lạc chấm thêm không? Ừ. Vừa xong ơi. Vừa lắm ngon. Vừa lắm đã. Cô nào, bây giờ có ăn chuột không? Chuột ăn chảo á. Đi ra đây nè, rồi ăn luôn. Đây còn hai con nè. Ăn chuột không? Chuột chưa? Hai bên. Con đi viện má. Bắt chuột hả? Mới ăn cơm, hai con, đồ không có ăn cơm à. Mới bẻ nãy, này nó đen lùi á. Đen, đen. Chảo cũng ngon nha quên. Đã. Được cái này coi. Lại chột đường ngắn đi. Quá ngon luôn hả? Mời nhậu nha.
Vô. Vô. Vô cái nữa đây. Đã đâu. Đang ngon. 2 3 vô. Ở dưới quê là vậy cả nhà ơi. Có gì mình chơi đó. Quan trọng là tình cảm thôi. Như vậy thì nó quá đã rồi chứ còn. Ôi, mọi này ở Sài Gòn rồi dễ kiếm được. Kiếm đó mà. Kiếm đó mà làm gì có. Cái bọng đây. Đây cả nhà. Nó không phải cái bọng. Gì? Cái bọng này á. Trên cái bọng chút. Này quốc cái quận xịn nè nghe. Nó cái bọng. Đây nè, cái bọng à. Ơi. Đó. Cắn một cái ha, tươm tươm nước miếng nha bạn. Nước nam. Cắn ra đâu. Chứ mấy sao bọn hẻm chanh nhất. Hẻm chanh không? Nhỏ nhỏ. Chứ mấy sao bọn. Nước là phải á. Hẻm chanh á. Đặng trái bự rồi nè, cái mặn này nè. Con mặn đây nó ngon nè. Cái chanh mặn này, mặn trái bạch mình không? Ngon cả nhà ơi. Cắt miếng mình về xong mới qua cắt miếng bên này hả? Đó cái 2 con mấy à? Tao 3 con. Còn trong kia thì nằm mới cắt. Trong kia chắc cỡ một bữa cắt bữa kia. Cắt bữa nó hột xa hột dài. Miếng sao không có à? Nhiều à? Trong cái lung đó, trong đó còn cái cụ đó cắt vòng 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 đó năm nào cũng vậy. Cái đó là hút cái cụ không chuột dữ lắm chuột. Bên trong hả? Ừ, trong cái chỗ trong đó cũng như là dí cụ rồi. Dí cụ rồi, cái còn cái cụ đó rồi rồi cuối cùng đó. Hay cái đó để cắt sau cùng đi mình dí cụ. Được không? Dí cụ thôi. Mình phải liên hệ chủ máy mới được. Phải liên hệ chủ máy. Đó, cái bông nè. Ăn cái bông này nhớ anh Trương. Anh Trương Sài Gòn, anh Trương sân bay. Vô anh, mời anh nha. Chuột đá lại. Ừ, chấm làm ngon quá quá. Có chuối nè. Bạch ở dưới cái chuối dưới á. Chuối dưới nhóc chưa? Chuối nhóc nè. Chấm làm ngon quá, khéo quá. Để trong đó người. Nước mắm mà nó chơi chứ nước mắm mà đâm á. Đâm nó có nhiều. Đâm nó ngon. Thôi, em hết hả? Ủa anh Hiếu hết hả? Lo anh Hiếu đâu? Rồi trời. Trời. Lần đầu tiên là đã nhất nha. 1 2 3 vô. Mời cả nhà luôn nha. Tiếp em miếng lon là liên cái lon đầu tiên là ngon nhất. Ngồi cái hai là hơi dội vậy. Mới thôi bây giờ anh em lúa với anh Hiếu làm lương xương chắc là bữa nay té là té rồi, lâu lâu xuống nhà anh Hiếu một bữa. Hẹn cả nhà clip sau nha. Chuyến sau anh em lúa xuống rồi cắt coi bắt mấy miếng cù á, chắc chuột chắc nhiều hơn bây giờ. Rồi hẹn cả nhà clip sau nha, chúc cả nhà có buổi chiều vui vẻ. Bye bye cả nhà. Bye bye, bye, bye cả nhà. Bye cả nhà.